Xin chào tất cả các bạn đến với khóa học lập trình Python cơ bản. Ở khóa học lập trình Python cơ bản này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nội dung như sau. Chương 1, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Python. Chương 2, chương trình đơn giản. Chương 3, cấu trúc rẽ nhánh và lọc. Chương 4, kiểu dữ liệu có cấu trúc. Chương 5, tệp và thao tác với tệp. Chương 6, chương trình con. Chương 7, lập trình hướng đối tượng. Chúng ta sẽ đi vào nội dung của chương 1. Chương 1, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Python. Ở chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Python, khả năng của ngôn ngữ lập trình Python, các thành phần của ngôn ngữ lập trình Python, và cách cài đặt Python và IDE, hay còn gọi là trình soạn thảo. Phần 1, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của Python. Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình và là ngôn ngữ lập trình được đánh giá là dễ học. Python được sử dụng rộng rãi trong phát triển trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI. Phần 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng của Python. Khả năng thứ nhất, Python khi được sử dụng trên máy chủ có thể tạo ra các ứng dụng nền web hay còn gọi là web application. Khả năng thứ hai, Python có thể chạy song song cùng các phần mềm khác để dễ phân luồng công việc. Khả năng thứ ba, Python có thể dễ dàng kết nối với cơ sở dữ liệu hay cả việc đọc và ghi file. Khả năng thứ tư, Python xử lý big data và các phép toán phức tạp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Phần 3, chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần của ngôn ngữ lập trình Python. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình Python. Bảng chữ cái là tập hợp các ký tự dùng để viết chương trình, bao gồm chữ cái in hoa, in thường, chữ số và các ký tự đặc biệt. Về cú pháp, cú pháp là bộ quy tắc dùng để viết chương trình. Về ngữ nghĩa, xác định ý nghĩa thao tác cần thực hiện, ứng với tổ hợp ký tự dựa vào ngữ cảnh đó. Như vậy đây là các khái niệm cơ bản của tất cả các ngôn ngữ lập trình. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách ghi chú thích ở trong ngôn ngữ lập trình Python. Chức năng của chú thích đó là dùng để giải thích cho người đọc chương trình dễ hiểu và chương trình dịch sẽ bỏ qua khi thực hiện chương trình. Có nghĩa là mục đích của chú thích chỉ cung cấp cho người đọc chương trình để họ có thể hiểu được chương trình của chúng ta. Còn khi thực hiện chương trình dịch sẽ bỏ qua. Chú thích được chia làm hai loại. Loại thứ nhất đó là dòng đơn. Chú thích được đặt sau dấu thăng ở đây. Có nghĩa là với các đoạn chú thích chỉ nằm trên một dòng thì chúng ta sẽ đặt sau dấu thăng. Nếu chú thích của chúng ta gồm có nhiều dòng thì chú thích sẽ đặt trong cặp dấu ba dấu nháy đơn và kết thúc cùng bằng ba dấu nháy đơn ở đây. Nội dung này chúng ta sẽ được thực hiện trong phần thực hành. Phần 4, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Python và IDE. Để cài đặt Python, chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ https://www.python.org/download để tiến hành tải về và cài đặt Python. Các bạn sẽ truy cập vào địa chỉ python.org. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục download. Tại đây phiên bản mới nhất của Python sẽ được liệt kê ở đây. Như vậy tại thời điểm tôi quay video này, Python mới nhất đó là phiên bản 3.9.7. Sau đó chúng ta sẽ click vào và tải về để tiến hành cài đặt. Sau khi chúng ta đã cài đặt thành công, các bạn sẽ kiểm tra phiên bản cài đặt bằng cách gõ phím Windows R và gõ CMD để mở hộp thoại Common Ground. Sau đó chúng ta sẽ gõ câu lệnh Python --- version và Enter. Như vậy, máy tính của tôi hiện đang cài đặt Python 3.9.7 là phiên bản mới nhất.
tại thời điểm hiện tại. Sau khi đã cài đặt xong Python, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt trình soạn thảo hay còn gọi là IDE. Trình soạn thảo là phần mềm cho phép chúng ta gõ các câu lệnh và ra lệnh thực hiện các câu lệnh đó. Như vậy, để có thể lập trình được trên ngôn ngữ lập trình Python, chúng ta phải có một trình soạn thảo. Và hiện nay có rất nhiều trình soạn thảo cho ngôn ngữ lập trình Python sẽ được liệt kê ở đây. Thứ nhất đó là Thony. Đặc điểm của Thony đó là nhỏ gọn, phù hợp với người mới học Python, và Thony hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể tải ở trên mạng. Tiếp theo đó là Notepad cộng đồng. Trình soạn thảo này cũng đơn giản, dễ sử dụng, nhưng khi sử dụng phải cài đặt plugin để debug. Tiếp theo đó là phần mềm Win. Đặc điểm của phần mềm Win đó là khá nhỏ gọn, đơn giản, mạng nguồn mở. Do đó chúng ta có thể tải về mà không cần phải mất phí. Tiếp theo đó là website Rappler.it. Với website này chúng ta cần phải đăng ký một tài khoản miễn phí để lập trình. Và website này hỗ trợ đa ngôn ngữ, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng website này để lập trình với các ngôn ngữ khác như ngôn ngữ C, C++, Java, v.v. Tiếp theo đó là trình soạn thảo PyCharm. Đặc điểm của PyCharm đó là chương trình đa nền tảng và khả năng phù hợp với làm việc project. Và ở trong khóa học này tôi sẽ sử dụng trình soạn thảo PyCharm phiên bản Community, có nghĩa là phiên bản cộng đồng, và chúng ta không cần phải mất phí. Để tải PyCharm, các bạn sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ gõ PyCharm và Enter. Khi đó trang chủ của PyCharm ở đây, JetBrains. Chúng ta sẽ click vào mục Download PyCharm. Như vậy hiện tại PyCharm có hai phiên bản, thứ nhất đó là phiên bản Professional và phiên bản Community. Đối với phiên bản Professional, chúng ta phải trả phí để có thể sử dụng, hoặc chúng ta có thể sử dụng thử. Tiếp theo đó là phiên bản Community, có nghĩa là phiên bản dành cho cộng đồng. Với phiên bản này chúng ta không cần phải mất phí, do đó các bạn sẽ click vào mục Download để tải về và cài đặt bình thường. Tiếp theo đó là phần mềm Visual Studio. Đây là chương trình đa nền tảng, khả năng và phù hợp với làm việc project. Như vậy với khóa học này các bạn cần phải cài đặt, thứ nhất đó là Python. Thứ hai, chúng ta sẽ cài đặt phiên bản Community của PyCharm. Chúng ta sẽ tìm hiểu về chương 2, chương trình đơn giản. Đối với chương trình đơn giản, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau. 1. Cấu trúc chương trình kiểu dữ liệu chuẩn. 2. Phép toán biểu thức câu lệnh cán. 3. Hàm số học chuẩn. 4. Nhập xuất dữ liệu đơn giản. Chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên. Phần 1. Cấu trúc của chương trình kiểu dữ liệu chuẩn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của chương trình. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Python có thể bắt đầu bằng câu lệnh bất kỳ. Đây là điểm khác so với các ngôn ngữ lập trình khác. Ví dụ như ngôn ngữ lập trình Pascal, thông thường để bắt đầu một chương trình, chúng ta sẽ dùng từ khóa program và var để khai báo biến. Sau đó chúng ta sẽ có câu lệnh begin, end. Hoặc đối với ngôn ngữ C, C++, chúng ta sẽ dùng từ khóa include để thêm các thư viện và có hàm main là hàm bắt buộc. Nhưng đối với ngôn ngữ lập trình Python, chúng ta có thể bắt đầu bằng câu lệnh bất kỳ. Và đối với ngôn ngữ lập trình Python, biến không cần phải khai báo trước. Kiểu dữ liệu của biến có thể thay đổi. Có nghĩa là đối với ngôn ngữ lập trình Python, khi sử dụng biến, chúng ta không cần phải khai báo trước. Và kiểu dữ liệu của biến có thể thay đổi. Ví dụ như ở đây, khi chúng ta sử dụng một biến, chúng ta sẽ ghi tên biến bằng với giá trị, ví dụ như n bằng 10. Khi đó n là tên biến và 10 là giá trị của biến n. Kiểu dữ liệu của biến có thể thay đổi, có nghĩa là sau khi chúng ta đã gán 10 cho n thì câu lệnh tiếp theo chúng ta cũng có thể gán n bằng 3.14 chẳng hạn.
Có nghĩa là ở câu lệnh trên, kiểu dữ liệu của N là kiểu số nguyên. Nhưng sang câu lệnh thứ hai, N bằng 3.14, thì lúc đó N lại có kiểu dữ liệu là kiểu số thực. Như vậy đây là một đặc trưng rất cơ bản của ngôn ngữ lập trình Python. Đó chính là kiểu dữ liệu của biến có thể thay đổi. Và kiểu dữ liệu của biến sẽ phụ thuộc vào giá trị mà biến đó chứa. Sau các câu lệnh không nhất thiết phải sử dụng dấu chấm phẩy, mà chỉ sử dụng dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa các câu lệnh trên cùng một dòng. Có nghĩa là với các ngôn ngữ lập trình khác, thông thường chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm phẩy sau mỗi câu lệnh. Nhưng đối với ngôn ngữ lập trình Python, chúng ta không cần phải sử dụng dấu chấm phẩy sau mỗi câu lệnh, mà chúng ta chỉ sử dụng dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa các câu lệnh trên cùng một dòng. Ví dụ, khi tôi viết x bằng 10, thì đây chính là một câu lệnh và không cần phải sử dụng dấu chấm phẩy ở sau câu lệnh này. Nhưng nếu chúng ta viết hai câu lệnh trên cùng một dòng thì chúng ta phải sử dụng dấu chấm phẩy. Và chúng ta viết câu lệnh tiếp theo y bằng 5. Như vậy hai câu lệnh ở trên cùng một dòng phải cách nhau bởi dấu chấm phẩy, còn câu lệnh ở sau cùng thì không cần phải dấu chấm phẩy. Tiếp theo, để khai báo thư viện, chúng ta sẽ dùng từ khóa import và tên thư viện. Ví dụ như chúng ta muốn khai báo thư viện toán học thì các bạn sẽ dùng từ import med, có nghĩa là thêm thư viện toán học vào trong chương trình của chúng ta. Med chính là thư viện toán học. Sau này chúng ta sẽ được tìm hiểu. Hai, các kiểu dữ liệu chuẩn. Khi gắn giá trị có kiểu gì thì biến sẽ có kiểu dữ liệu đó. Có nghĩa là kiểu dữ liệu của biến phụ thuộc vào giá trị mà nó chứa. Về kiểu dữ liệu chuẩn, chúng ta sẽ có 4 kiểu dữ liệu chuẩn như ở đây. Đầu tiên đó là kiểu in, viết tắt của chữ integer. Đây là kiểu số nguyên. Và hàm chuyển về kiểu số nguyên, đó là hàm in và biểu thức. Có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển biểu thức ở đây về dạng số nguyên. Tôi lấy ví dụ n bằng 10 chẳng hạn. Như vậy 10 là số nguyên, do đó kiểu dữ liệu của n đó chính là kiểu số nguyên. Tiếp theo, n sẽ bằng in của 3.14. Như vậy chúng ta sẽ chuyển số 3.14 về kiểu số nguyên, do chúng ta sẽ được 3. Chúng ta chỉ lấy phần số nguyên. Tiếp theo đó là kiểu số thực, float. Và hàm chuyển về kiểu số thực cũng có tên là float, có nghĩa là tên kiểu dữ liệu và hàm tương ứng sẽ giống nhau. Hàm float có chức năng chuyển biểu thức về kiểu số thực. Tiếp theo là hàm str, viết tắt của chữ string. Đây chính là kiểu sâu, hàm chuyển về kiểu sâu đó là hàm str. Như vậy chúng ta sẽ chuyển biểu thức ở đây về dạng kiểu sâu. Và các bạn lưu ý, trong Python không có kiểu dữ liệu ký tự, mà đó chính là kiểu sâu khi có một ký tự. Ví dụ như ở đây tôi có sâu Hà Nội chẳng hạn. Như vậy, tôi đặt trong cặp dấu nháy đơn ở đây. Hoặc chúng ta đặt trong cặp dấu nháy kép Hà Nội. Và các bạn lưu ý đó là trong ngôn ngữ lập trình Python có hỗ trợ bảng mã Unicode, do đó chúng ta có thể viết tiếng Việt có dấu. Ví dụ như Hà Nội chẳng hạn. Tiếp theo đó là kiểu bool, đây còn gọi là kiểu logic. Và kiểu logic chỉ có hai giá trị true hoặc false. Hàm chuyển về kiểu logic đó chính là hàm bool và biểu thức. Có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển biểu thức ở đây về dạng kiểu logic. Để biết kiểu dữ liệu của biểu thức hoặc của biến, ta dùng hàm thai và biểu thức. Sau đây chúng ta sẽ thực hành trên PyCharm. Các bạn sẽ nhấn đúc vào. Để tạo mới một dự án, các bạn sẽ click vào mục File, chọn New Project.
Sau đó chúng ta có thể đặt lại tên project của chúng ta. Ở đây tôi sẽ giữ nguyên. Và hiện tại project của chúng ta đang ở đường dẫn như sau. Chúng ta sẽ click vào mục Create để tạo. Khi đó PyCharm đã tạo sẵn cho chúng ta dạng cốt mẫu ở đây. Chúng ta có thể Ctrl A để xóa đi. Bây giờ tôi sẽ minh họa cách chuyển giữa các kiểu dữ liệu như sau. Ví dụ như tôi có S bằng 2157. Như vậy tôi có sâu đó là 2157 vì đặt trong cặp dấu nháy đơn. Chúng ta có thể xuất ra xem thử. Để biết kiểu dữ liệu của S chúng ta sẽ dùng hàm type. Như vậy chúng ta sẽ in ra màn hình kiểu dữ liệu của biến S. Các bạn sẽ click vào đây để chạy. Như vậy class str có nghĩa là kiểu dữ liệu của biến S này, đó là kiểu string hay còn gọi là kiểu sâu. Bây giờ để có thể chuyển từ sâu này sang kiểu số nguyên, tôi sẽ làm như sau. N sẽ bằng in của S. Có nghĩa là tôi lấy giá trị của biến S, đó chính là sâu 2157. Tôi chuyển về kiểu số nguyên. Và khi đó tôi sẽ in kiểu dữ liệu của biến N. Thì lúc này biến N sẽ có kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên. Chúng ta sẽ chạy như sau. Như vậy, kiểu dữ liệu của S đó là kiểu str và kiểu dữ liệu của N là kiểu in. Và cụ thể giá trị của N sẽ bằng 2157. Đây, 2157. Đây chính là giá trị của biến N. Và câu lệnh chú thích như sau. Chúng ta sử dụng dấu thăng để chú thích trên một dòng. Chuyển S về kiểu số nguyên. Như vậy khi chương trình thực hiện sẽ bỏ qua dòng lệnh này. Để chú thích trên nhiều dòng, các bạn sẽ sử dụng 3 dấu nháy đơn như ở đây. Ví dụ như tôi chú thích đoạn này. Khi đó đoạn này đã là đoạn chú thích, cho đó chương trình sẽ bỏ qua và không xuất dữ liệu ra màn hình như ở đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung tiếp theo. Phần 2, phép toán biểu thức câu lệnh gán. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các phép toán. Đối với phép toán, chúng ta sẽ phân loại thành các phép toán như sau. Phép toán số học với số nguyên. Ở trong toán học, chúng ta sẽ có các phép toán như sau với số nguyên. Cộng, trừ, nhân, chúng ta sử dụng dấu nhân như ở đây. Dip chia lấy phần nguyên, mod chia lấy phần dư. Trong ngôn ngữ lập trình Python tương ứng sẽ như sau. Phép cộng là cộng, phép trừ là trừ. Phép nhân, chúng ta sẽ sử dụng dấu sao. Chia lấy phần nguyên, chúng ta sẽ sử dụng hai dấu xuyệt. Chia lấy phần dư, chúng ta sẽ dùng toán tử phần trăm. Tiếp theo, các phép toán số học với số thực. Trong toán học, chúng ta có phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia. Tương ứng ở trong Python, chúng ta cũng có phép cộng, phép trừ, phép nhân, chúng ta sẽ sử dụng dấu sao. Và phép chia, chúng ta sẽ sử dụng dấu xuyệt. Tiếp theo, các phép toán quan hệ. Chúng ta có bé hơn hoặc bằng, bằng, lớn hơn hoặc bằng và khác. Ở trong Python sẽ có các phép toán tương ứng như sau. Bé hơn hoặc bằng, chúng ta sẽ sử dụng dấu bé hơn và dấu bằng. So sánh bằng, chúng ta sẽ sử dụng hai dấu bằng như ở đây. Dấu lớn hơn hoặc bằng và khác. Khác, chúng ta sẽ sử dụng dấu than và dấu bằng. Tiếp theo, các phép toán logic, phép phủ định, phép hoặc và phép và. Tương ứng trong Python sẽ có phép toán not, or và and. Có nghĩa là phép phủ định, phép hoặc và phép và. Phép mù chúng ta sẽ sử dụng hai dấu sao ở đây. Ví dụ, x sao sao y có nghĩa là x mũ y. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các phép toán logic như sau. Phép toán not trả về true khi false và ngược lại. Có nghĩa là not true sẽ cho ra false và not false sẽ cho ra true. Tiếp theo đó là phép toán or.
trả về true khi chỉ cần một trong hai hoặc cả hai có giá trị true. Ví dụ, x or y sẽ trả về giá trị true khi một trong hai giá trị x hoặc y có giá trị true hoặc cả hai đều có giá trị true. Còn x or y trả về giá trị false khi cả x và y đều đồng thời bằng false. Phép toán N trả về true khi cả hai đều có giá trị bằng true. Ví dụ, x and y sẽ bằng true khi đồng thời x và y đều bằng true và bằng false nếu ngược lại. Có nghĩa là x and y sẽ bằng false hoặc x và y đồng thời bằng false. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về biểu thức. Đối với phần biểu thức, chúng ta cần tìm hiểu về thứ tự ưu tiên các phép toán như sau. Đầu tiên, thực hiện các phép toán trong dấu ngoặc trước, và cụ thể ở đây là dấu ngoặc đơn. Phép toán không chứa dấu ngoặc thì ưu tiên theo thứ tự sau. Phép nhân, phép chia, chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư, phép cộng và phép trừ. Như vậy chúng ta sẽ có nhân chia trước, cộng trừ sau. Ví dụ như ở đây, biểu thức toán học 3x cộng y. Chúng ta sẽ chuyển sang Python như sau, đó chính là 3 sao x cộng y. Tiếp theo, xy trên z chuyển sang Python, đó chính là x sao y chia z. X trên y cộng 1 trừ 1 trừ xy trên x trừ y. Chúng ta sẽ viết ở dạng Python như sau. Đó là x dấu chia, và ở đây do x chia đồng thời với cả số hàng này, do đó chúng ta sẽ sử dụng dấu ngoặc đơn. X chia y cùng 1 có nghĩa là x chia đồng thời với cả y cùng 1 trừ 1, và chúng ta đóng dấu ngoặc như đây. Trừ cho x sao y chia x trừ y có nghĩa là xy sẽ chia đồng thời cho x trừ y. Ba, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh gán. Về cú pháp của câu lệnh gán như sau. Tên biến bằng biểu thức. Dùng để gán giá trị của biểu thức cho biến. Khi đó biểu thức có kiểu dữ liệu gì thì biến có kiểu dữ liệu đó. Có nghĩa là khi gặp câu lệnh này, chương trình sẽ tính giá trị của biểu thức, sau đó sẽ gán giá trị về cho biến. Và biểu thức có kiểu dữ liệu gì thì biến sẽ có kiểu dữ liệu tương ứng. Lưu ý, trong Python tên biến có phân biệt chữ in hoa và chữ in thường. Như vậy các bạn cần lưu ý đó là trong ngôn ngữ lập trình Python có phân biệt chữ in hoa và chữ in thường. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một số ví dụ như sau. Đếm bằng 10. Như vậy chúng ta gán giá trị 10 cho biến đếm. Khi đó đếm có kiểu số nguyên, vì 10 có kiểu số nguyên. Tiếp theo, pi bằng 3.14. Gán giá trị 3.14 cho biến pi, khi đó pi sẽ có kiểu số thực, vì 3.14 là kiểu số thực. Tiếp theo, s bằng x cộng y, tất cả nhân 2. Tính giá trị của biểu thức và gán cho biến s. Có nghĩa là khi đó chương trình sẽ tính giá trị của biểu thức x cộng y, tất cả nhân 2, và lấy giá trị đó gán về cho biến s. Ví dụ tiếp theo, diện tích bằng pi sao r sao r. Đây chính là tính diện tích của hình tròn và gán về cho biến diện tích. Chúng ta có lệnh gán tiếp theo, họ tên bằng Nguyễn Văn Nam. Như vậy chúng ta gán sâu Nguyễn Văn Nam cho biến họ tên, vì Nguyễn Văn Nam đang được đặt trong cặp dấu nháy kép ở đây. Như vậy đây chính là một sâu. Chúng ta sẽ gán sâu này về cho biến họ tên. Ví dụ tiếp theo, kt bằng true. Có nghĩa là gán giá trị true cho biến kt, và các bạn lưu ý đó là true chúng ta phải viết in hoa chữ đầu ở đây, và chữ for chúng ta sẽ viết in hoa chữ f, vì trong ngôn ngữ lập trình Python có phân biệt chữ in hoa và chữ in thường. Chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ tiếp theo. Kt bằng x lớn hơn hoặc bằng 5, n x bé hơn hoặc bằng 10. Như vậy gán giá trị của biểu thức logic cho biến kt. Như vậy biến kt sẽ có giá trị true
khi x có giá trị nằm từ đoạn 5 đến 10. Còn x sẽ có giá trị form khi x có giá trị nằm ngoài đoạn từ 5 đến 10. Ví dụ tiếp theo đó là chúng ta có thể gán giá trị cho nhiều biến cùng một lúc. Ví dụ như đây, x,y bằng 5,10. Có nghĩa là gán 10 cho biến x và 5 cho biến y. Chúng ta sẽ gán lần lượt như vậy. Như vậy để gán giá trị cho nhiều biến, các bạn sẽ liệt kê tên của các biến cách nhau bởi dấu phẩy và giá trị tương ứng của các biến cũng cách nhau bởi dấu phẩy. Phần 3 hàm số học chuẩn. Hàm số học chuẩn thường chứa trong thư viện toán học có tên là MATLAB. Do đó khi sử dụng các hàm đó, ta phải thêm thư viện MATLAB vào chương trình bằng câu lệnh import MATLAB. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm số học chuẩn như sau. Trong toán học chúng ta có hàm căn bậc 2 ở đây. Như vậy trong Python tương ứng chúng ta sẽ sử dụng mat.sqrt của x, có nghĩa là căn bậc 2 của x. Như vậy chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta sẽ viết tên thư viện chấm tên hàm. Tiếp theo đó là loga cơ số A của B hoặc loga nepe của x. Thì chúng ta sẽ viết trong Python tương ứng như sau. Mat.log B.A. Khi chúng ta viết mat.log B.A có nghĩa là loga cơ số A của B. Các bạn lưu ý như vậy. Tiếp theo đó là mat.log x. Ý nghĩa đó chính là loga cơ số A của B và loga cơ số E của x. Như vậy với hàm log này, chúng ta sẽ có hai loại. Loại thứ nhất đó chính là dạng có cơ số, do đó chúng ta sẽ truyền vào hai giá trị. Trường hợp thứ hai đó là chỉ có một tham số. Khi đó hàm log dùng để tính loga nepe hay còn gọi là loga cơ số E của x. Tiếp theo x mũ y. Ở trong Python chúng ta sẽ có hàm pol mat.pol x phần y có nghĩa là x mũ y. Hoặc chúng ta sử dụng toán từ hai dấu sao ở đây. X sao sao y có nghĩa là x mũ y. Ở trong toán học chúng ta có hàm e mũ x. Thì ở trong Python chúng ta có câu lệnh tương ứng đó chính là mat.ep của x. Có nghĩa là e mũ x với e bằng giá trị như ở đây. Tiếp theo chúng ta có hàm để tính giá trị tuyệt đối. ABS của x hoặc mat.fabs của x. Và khi viết như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng viết được. Hàm ABS không nằm trong thư viện MATLAB, do đó chúng ta không viết mat.abs. Còn hàm fabs này thuộc trong thư viện toán học, do đó chúng ta phải ghi cụ thể mat.fabs của x. Các bạn lưu ý như vậy. Tiếp theo đó là số pi. Số pi ở trong Python chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh mat.pi. Và số pi như chúng ta biết đó là gần bằng 3.14159, vân vân. Số pi rất dài ở phía sau. Tiếp theo trong toán học chúng ta có sin x, cos x và tan x. Thì ở trong Python chúng ta cũng có mat.sin x, mat.cos x và mat.tan x. Để tính cotan chúng ta chỉ cần lấy cos x chia sin x hoặc chúng ta lấy 1 chia tan x. Tiếp theo đó là hàm tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương A và B. Thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh mat.gcd A.b. Hàm này sẽ trả về ước chung lớn nhất của A và B. Tiếp theo chúng ta có hàm giai thừa. X giai thừa ở trong toán học như thế này. Thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh mat.factorial của x, có nghĩa là giai thừa của x. Các bạn cần phải lưu ý tên hàm như ở đây. Tiếp theo, round của x có nghĩa là làm tròn số x. Và round a.n có nghĩa là làm tròn a đến n số. Như vậy các bạn cần phân biệt được. Hàm round này sẽ có ở hai dạng. Dạng thứ nhất chỉ có một tham số. Thì hàm này có chức năng làm tròn số x theo quy tắc làm tròn. Còn round a.n có nghĩa là làm tròn a đến n chữ số. Tiếp theo chúng ta có trần trên và trần dưới. Mat.c x có nghĩa là lấy trần trên của x,
mat.floor của x có nghĩa là lấy trần dưới của x. Trần trên và trần dưới các bạn cần phải biết được như sau. Ví dụ như n bằng 3.14 thì trần trên của n đó chính là bằng 4. Đây chính là trần trên, là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn số đó. Như vậy, 4 là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn 3.14. Còn trần dưới đó chính là bằng 3. Như vậy, trần dưới là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn số đó. Như vậy, 3 là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn 3.14. Đó chính là trần trên và trần dưới. Phần 4, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhập xuất dữ liệu đơn giản. Nhập xuất dữ liệu đơn giản, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nhập dữ liệu vào từ bàn phím và xuất dữ liệu ra màn hình. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhập dữ liệu vào từ bàn phím. Về cú pháp để nhập dữ liệu vào từ bàn phím, chúng ta sẽ có tên biến bằng input và một dòng thông báo. Giá trị nhập vào mặc định của hàm input luôn là kiểu sâu. Như vậy các bạn cần lưu ý đó là hàm input này luôn luôn trả về kiểu dữ liệu sâu. Do đó, tên biến này cũng luôn luôn có kiểu dữ liệu là kiểu sâu. Do đó, muốn chuyển qua kiểu dữ liệu khác, ta phải sử dụng các hàm ép kiểu như hàm in, hàm float, hàm str, hàm bool. Hàm in để chuyển về kiểu số nguyên, hàm float để chuyển về kiểu số thực, hàm str để chuyển về sâu, hàm bool để chuyển về kiểu logic. Lưu ý, hàm map và hàm split thường được sử dụng để nhập giá trị cho nhiều biến. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phía dưới này. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về một số ví dụ như sau. Họ tên bằng input mời nhập họ tên. Khi gặp câu lệnh này, chương trình sẽ in ra ngoài màn hình mời nhập họ tên. Khi đó, người dùng sẽ nhập vào một giá trị và giá trị đó sẽ được gán về cho biến họ tên. Ví dụ như ở đây, họ tên sẽ bằng input mời nhập họ tên. Các bạn có thể sử dụng tiếng Việt có dấu ở trong Python. Sau đó tôi sẽ in ra kiểu dữ liệu của biến họ tên này. Hai họ tên. Các bạn sẽ chạy chương trình như sau. Ví dụ như Trần Văn Nam. Và chúng ta xuất ra kiểu dữ liệu của họ tên đó chính là kiểu str hay còn gọi là kiểu sâu. Chúng ta sẽ xuất ra giá trị của biến họ tên. Ví dụ như Nam Anh chẳng hạn. Như vậy chúng ta đã xuất ra giá trị đó là sâu Nam Anh. Và kiểu dữ liệu đó là kiểu sâu, str. Tiếp theo, tuổi bằng in của input mời nhập tuổi. Như vậy, chúng ta chuyển giá trị nhập vào sang kiểu số nguyên và gán cho biến tuổi. Vì kiểu dữ liệu trả về của hàm input luôn là kiểu sâu, do đó tôi sẽ sử dụng hàm in để chuyển về kiểu số nguyên trước khi gán cho biến tuổi. Chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ như tuổi bằng in của input mời nhập tuổi. Và chúng ta sẽ xuất ra giá trị của tuổi và kiểu dữ liệu của tuổi chẳng hạn. Ta sẽ chạy chương trình như sau. Ví dụ như 32 tuổi. Như vậy, giá trị 32 đó chính là giá trị của biến tuổi. Và biến tuổi này có kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên. In ở đây. Tiếp theo, x bằng float mời nhập độ cao. Như vậy người dùng sẽ nhập vào độ cao. Sau đó chúng ta sẽ chuyển giá trị người dùng nhập vào về kiểu số thực bằng hàm float và gán giá trị đó cho biến x. Khi đó biến x sẽ có kiểu dữ liệu là kiểu số thực. Tiếp theo, m.n bằng map in của map in input mời nhập hai số nguyên.
chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ như sau. M,N sẽ bằng mép. Hàm mép này sẽ có hai tham số cơ bản. Tham số đầu đó là kiểu dữ liệu chúng ta muốn chuyển về. Tôi muốn chuyển về kiểu số nguyên. Tham số thứ hai đó là dạy các giá trị chúng ta muốn chuyển. Ở đây tôi sẽ lấy giá trị người dùng nhập vào. Mời nhập hai số nguyên. Sau khi người dùng nhập vào hai số nguyên cách nhau bởi một dấu cách, chúng ta sẽ sử dụng hàm split để tách hai sâu đó. Sau khi tách hai sâu bằng hàm split, chúng ta sẽ chuyển về kiểu số nguyên tương ứng và chúng ta sẽ gán lần lượt cho biến M và biến N. Ví dụ như ở đây, tôi nhập 3, x, 2 và Enter. Thì khi đó chương trình sẽ thực hiện như sau. Khi đó hàm input sẽ trả về sâu đó là 3, x, 2. Sau khi chúng ta sử dụng hàm split, thì chúng ta sẽ tách được thành sâu 3 và sâu 2. Tiếp theo, sâu 3 và sâu 2 sẽ được chuyển lần lượt về kiểu số nguyên. Đó chính là số 3 và số 2. Sau đó, 3 sẽ được gán về cho biến M và 2 sẽ được gán về cho biến N. Khi đó, M có giá trị bằng 3 và N có giá trị bằng 2. Chúng ta sẽ xuất ra màn hình MN chẳng hạn. Các bạn sẽ chạy chương trình. Ví dụ như đây tôi nhập 3, x, 2. Như vậy, M sẽ có giá trị bằng 3 và N có giá trị bằng 2 ở đây. Tiếp theo là nhập giá trị cho một danh sách. Vì kiểu danh sách chúng ta chưa học, do đó chúng ta chỉ tham khảo câu lệnh này như sau. Khi gặp câu lệnh này, chương trình sẽ thực hiện từ trong ra ngoài, có nghĩa là thực hiện câu lệnh input mời nhập dãy số nguyên, xuất dòng trừ mời nhập dãy số nguyên ra màn hình. Khi đó, người dùng sẽ nhập vào dãy các số nguyên cách nhau bởi dấu cách và chúng ta sẽ sử dụng hàm split này để tách thành dãy các sâu. Sau khi đã tách thành dãy các sâu thì chúng ta sẽ chuyển về dãy các số nguyên. Khi có danh sách dãy các số nguyên, chúng ta sẽ chuyển về kiểu list. Đây là kiểu danh sách. Kiểu danh sách chúng ta sẽ được tìm hiểu ở phần kiểu dữ liệu có cấu trúc. 2. Chúng ta sẽ tìm hiểu xuất dữ liệu ra màn hình. Cú pháp của xuất dữ liệu ra màn hình như sau. Green, dãy kết quả. Và chúng ta sẽ có hai tham số tùy chọn. Các tham số tùy chọn chúng ta sẽ đặt trong dấu ngoặc vuông như đây. Có nghĩa là có hoặc không. Tham số thứ nhất đó là set. Theo mặc định set này sẽ có giá trị bằng dấu cách và n có giá trị bằng dấu xuống dòng xuyệt n có nghĩa là dấu xuống dòng. Ý nghĩa: in ra màn hình dạy kết quả, các kết quả cách nhau bởi set và kết thúc bởi n. Và các kết quả này sẽ cách nhau bởi set và kết thúc bởi n. Dạy kết quả cách nhau bởi dấu phẩy dưới nếu nhiều kết quả. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các ví dụ như sau. Ví dụ, green hello world như thế này. Xuất ra màn hình dòng chữ hello world. Lúc này dạy kết quả chỉ gồm có một kết quả. Và cụ thể đây chính là một sâu hello world. Ở đây chúng ta không chỉ rõ set và end. Khi đó set và end sẽ được lấy giá trị mặc định. Có nghĩa là set sẽ bằng dấu cách và end sẽ bằng dấu xuống dòng. Green hello world. Chúng ta sẽ xuất ra màn hình như sau. Như vậy chúng ta đã xuất ra màn hình dòng chữ hello world ở đây. Ví dụ 2. Họ tên bằng Nguyễn Tiến Duy. Green xin chào họ tên. Như vậy trong hàm green này, dạy kết quả sẽ gồm có hai kết quả. Kết quả thứ nhất đó là ở dạng sâu. Kết quả thứ hai đó chính là tên của biến. Và hai kết quả này cách nhau bởi dấu phẩy ở đây.
Và ở đây chúng ta không chỉ rõ set và end, do đó set và end sẽ có giá trị mặc định. Set bằng dấu cách và end bằng dấu xuống dòng. Họ tên bằng Nguyễn Tiến Duy Green. Xin chào. Như vậy đây là một kết quả cách nhau bởi một kết quả, đó chính là họ tên. Như vậy ở đây gồm có hai kết quả. Kết quả thứ nhất ở dạng sâu và kết quả thứ hai ở dạng tên biến. Chúng ta sẽ chạy chương trình như sau. Như vậy chúng ta sẽ có được xin chào Nguyễn Tiến Duy. Các bạn lưu ý đó là mặc dù ở phía sau chữ chào này không có dấu cách, nhưng ở đây xếp mặc định là bằng dấu cách. Do đó giữa xin chào và họ tên sẽ không bị dính vào nhau mà cách nhau bởi một dấu cách ở đây. Nếu chúng ta viết set bằng dấu sao chẳng hạn, thì hai kết quả này sẽ cách nhau bởi dấu sao. Có nghĩa là dấu sao sẽ đặt thêm vào đây. Xin chào sao và Nguyễn Tiến Duy. Đây sẽ chương trình. Xin chào sao. Đây chính là ký tự dùng để phân cách giữa các kết quả với nhau. Ví dụ thứ ba, ước chung lớn nhất của A và B là met.gcd.ab. Như vậy ở đây chúng ta sẽ gồm có một kết quả, hai kết quả, ba kết quả, bốn kết quả, năm kết quả và sáu kết quả. Sáu kết quả này sẽ cách nhau bởi năm dấu phẩy dưới ở đây. Khi kết quả là giá trị của một sâu thì sẽ xuất ra màn hình giá trị của sâu đó. Còn biến A, biến B và met.gcd.ab sẽ được thay thế bằng giá trị của A, của B và ước chung lớn nhất của A và B. Ví dụ như sau, A bằng 12 và B bằng 16 chẳng hạn. Khi đó Green ước chung lớn nhất của A và B là met.gcd của A và B. Khi sử dụng hàm GCD này, chúng ta phải thêm thư viện toán học. Do đó chúng ta sẽ import met. Vì hàm GCD này nằm trong thư viện met ở đây. Các bạn lưu ý đó là câu lệnh import met sẽ phải viết trước khi chúng ta sử dụng met.gcd ở đây. Chúng ta có thể chạy chương trình như sau. Như vậy, ước chung lớn nhất của 12 và 16 là bằng 4. Như vậy, sâu sẽ được giữ nguyên ở đây. Ước chung lớn nhất của và là giữ nguyên. Còn các biến A, B và biểu thức đó chính là met.gcd.ab sẽ thay thế bằng giá trị. Ví dụ thứ tư, đây là dạng xuất dữ liệu có định dạng green. Tổng của mở dấu ngoặc nhọn 0 và mở dấu ngoặc nhọn là mở dấu ngoặc nhọn 2, 2 chấm, chấm 1F, chấm format, ABS. Có nghĩa là như sau. Ở đây là các khuôn mẫu. Khuôn mẫu thứ nhất được đánh số thứ tự bắt đầu từ 0 đến 1 đến 2. Dấu 2 chấm này có nghĩa là chúng ta sẽ định dạng lại giá trị cho giá trị ở vị trí số 2 này. Chấm 1F có nghĩa là chuyển về kiểu số thực với một chữ số thập phân. Và tiếp theo là dấu chấm format A, B và S. Thì khi đó giá trị của A sẽ được chuyển vào khuôn mẫu thứ nhất, B sẽ được chuyển vào khuôn mẫu thứ hai và S sẽ được chuyển vào khuôn mẫu thứ ba và S sẽ xuất về kiểu số thực và chỉ có một phần thập phân. A bằng 3.14, B bằng 10 chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ xuất ra màn hình green. Tổng của
không và một. Khuôn mẫu thứ hai là khuôn mẫu thứ ba 2.1f. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm format và chuyển các đối số tương ứng, đó chính là A, B và S. Khi đó A sẽ được truyền vào ở đây, B sẽ được truyền vào ở đây và S sẽ được truyền vào ở đây và chuyển về kiểu số thực có một chữ số thập phần. Và ở đây chúng ta sẽ viết S bằng A cộng với B. Ta sẽ chạy chương trình như sau. Tổng của 3.14 và 10 là 13.1. Vì chúng ta đã làm tròn số 13.14 thành 13.1, vì ở đây chúng ta sẽ lấy một chữ số thập phân. Ví dụ tiếp theo, S bằng A cộng B, print S tổng của A và B là S chấm 2 chấm chấm 2F. Với dạng này, chúng ta phải sử dụng từ khóa F ở đây. Và ở trong các khuôn mẫu này, đó chính là tên của các biến, biến A, biến B và biến S. Còn ở đây là xuất ra có định dạng với hai chữ số thập phân F. Tổng của, ở đây chúng ta sẽ sử dụng tên biến A và B là S, xuất ra ở hai chỉ số thập phân. Và khi đó chúng ta sẽ xóa phần này. Như vậy so với cách 4 thì chúng ta sẽ viết ngắn hơn. Các bạn sẽ chạy như sau. Như vậy tổng của 3.14 và 10 là 13.14 ở đây, vì chúng ta lấy hai chỉ số thập phân. Nếu đây chúng ta sửa thành 1 thì chúng ta chỉ có tổng của 3.14 và 10 là 13.1. Một ví dụ tiếp theo, print chu vi là phần trăm chấm 2s, cách phần trăm chu vi. Khi chúng ta viết như thế này thì giá trị của chu vi sẽ được thay thế vào vị trí ở dấu phần trăm ở đây. Có nghĩa là ở trong sâu có bao nhiêu ký tự phần trăm thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu phần trăm đối số tương ứng. Ở đây chỉ có một dấu phần trăm, do đó ở ngoài cũng sẽ có một dấu phần trăm để lấy đối số tương ứng. Ví dụ như chúng ta có biến chu vi bằng 34.347 và chúng ta sẽ xuất ra như sau, print chu vi là phần trăm chấm 2s. Và phần trăm chu vi thì lúc này giá trị của chu vi sẽ được thay thế vào vị trí ở đây và chúng ta chỉ lấy hai chữ số thập phân. Như vậy chu vi là 34.35. Chúng ta đã bỏ đi chữ số 7 ở đây, chúng ta làm tròn lên là thành 34.35. Ví dụ 7 này tương tự như ví dụ 6, nhưng ở đây chúng ta sẽ có hai đối số. Phần trăm chu vi ở đây sẽ được thay thế vào phần trăm ở đây và phần trăm diện tích sẽ được thay thế vào vị trí phần trăm ở đây. Ví dụ như chu vi giá trị như vậy và diện tích 42.157 và chúng ta sẽ xuất thêm, đó là diện tích là phần trăm chấm 2f, phần trăm diện tích. Ở đây chúng ta nên thống nhất một dạng viết sâu, sử dụng dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép. Chúng ta sẽ thống nhất ở đây, chỉ sử dụng một dạng.
Như vậy, chu vi là như thế này và diện tích như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một số bài tập. Nhập suất cơ bản, biểu thức. Câu 1. Viết chương trình xuất ra màn hình nhiệt độ K tương ứng khi nhập vào nhiệt độ C. Để làm được bài này, chúng ta cần phải viết công thức như sau. Mối liên hệ giữa nhiệt độ K và nhiệt độ C như sau. Nhiệt độ K sẽ bằng nhiệt độ C cộng với 273,15. Ví dụ như C bằng 0, 0 độ, thì nhiệt độ K tương ứng đó chính là 0 cộng với 273,15 là bằng 273,15. 0 độ C sẽ có giá trị tương ứng ở nhiệt độ K đó là 273,15. Chúng ta sẽ viết chương trình này như sau. Đầu tiên chúng ta cần phải nhập được nhiệt độ C. Ví dụ như tôi đặt là C sẽ bằng. Vì nhiệt độ là kiểu số thực, do đó chúng ta sẽ sử dụng hàm float. Chúng ta sẽ lấy giá trị nhập vào bằng hàm input. Mời nhập nhiệt độ C. Sau đó chúng ta sẽ chuyển từ nhiệt độ C sang nhiệt độ K như sau. Nhiệt độ K sẽ bằng nhiệt độ C cộng với 273,15. Và chúng ta sẽ xuất ra màn hình như sau. Green. Nhiệt độ K tương ứng là K. Chúng ta sẽ chạy chương trình này như sau. Mời nhập nhiệt độ C. Ví dụ như tôi muốn chuyển 2 độ C bằng mấy độ K. Nhiệt độ K tương ứng là 275,15. Chúng ta sẽ sang bảng 2. Câu 2. Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương M và N với điều kiện M lớn hơn N. Hãy in ra màn hình phần nguyên và phần dư của phép chia M chia cho N. Như vậy, với bài tập này, đòi hỏi chúng ta phải biết cách nhập dữ liệu cho hai biến M và N. Và M và N có kiểu số nguyên, đó chính là kiểu in. Phần nguyên của phép chia M chia cho N đó chính là M xiết xiết N. Và phần dư đó chính là M phần trăm N. Chúng ta sẽ làm như sau. M phẩy N. Ở đây tôi sẽ nhập đồng thời cho hai biến M và N. Chúng ta sử dụng hàm map. Vì M và N là kiểu số nguyên, cho đó tôi sẽ sử dụng hàm in. Input. Mời nhập hai số nguyên. Hai số nguyên dương. M lớn hơn N. Sau đó chúng ta sẽ tách thành hai sâu bằng hàm split. Bây giờ chúng ta sẽ xuất ra màn hình như sau. Green. Phần nguyên của M chia cho N. N là chính là M xuyệt xuyệt N. Và chúng ta sẽ sao chép lại đây. Phần dư của M chia cho N là M phần trăm N. Chúng ta sẽ comment bài 1.
nó sẽ chạy như sau. Mời nhập hai số nguyên dương M và N, ví dụ như 7 và 2. Phần nguyên của 7 chia cho 2 là 3, phần dương của 7 chia cho 2 là 1. Như vậy hoàn toàn chính xác. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu 3. Viết chương trình tính diện tích của hình tròn với bán kính nhập vào từ bàn phím. Với bài tập này, đòi hỏi chúng ta phải viết công thức tính diện tích của hình tròn khi viết bán kính như sau. Ví dụ như tôi gọi diện tích là S thì sẽ bằng PR bình phương. PR bình phương với R là bán kính. Số pi ở trong Python chúng ta sẽ sử dụng là mét chấm pi. Còn R bình phương đó chính là R sao R. Hoặc cũng chính là bằng mét chấm pole R2, có nghĩa là R mũ 2. Chúng ta sẽ làm bài tập này như sau. Bài 3. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào bán kính R bằng bán kính, chúng ta sẽ sử dụng kiểu số thực input. Mời nhập bán kính. Sau khi đã có bán kính, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tôi gọi S sẽ bằng PR bình phương mét.p nhân với R sao R, có nghĩa là R bình phương. Để sử dụng được hàm mét.p này, chúng ta sẽ thêm thư viện toán học import mét. Sau đó chúng ta sẽ xuất kết quả ra màn hình. Diện tích của hình tròn là S. Chúng ta sẽ chạy chương trình này như sau. Ví dụ như R bằng 4, diện tích của hình tròn là 50 phẩy như ở đây. Chúng ta có thể làm tròn bằng cách sử dụng dạng S. Và S 2 chấm 2 chữ số thập phân chẳng hạn. Chấm 2 chữ số thập phân. Chúng ta sẽ chạy lại chương trình này như sau. Bán kính bằng 4. Khi đó diện tích của hình tròn là 50,2 bạn như ở đây, vì chúng ta đã làm tròn hai chữ số thập phân. Câu 4. Viết chương trình tính vận tốc của vật khi rơi tự do ở độ cao h. Biết vận tốc v được tính theo công thức v bằng căn bậc 2 của 2gh với g bằng 9.8 m trên giây bình phương với độ chính xác hai chữ số thập phân. Để làm được bài tập này, đòi hỏi chúng ta phải biết cách chuyển biểu thức từ dạng toán học ở đây sang dạng Python. V bằng căn bậc 2 của 2gh, chúng ta sẽ chuyển về dạng Python như sau. V sẽ bằng mét chấm SQRT, có nghĩa là hàm căn 2, 2 sao với g sao với h. Như vậy chúng ta sẽ làm như sau. Tôi sẽ comment câu 3. Bài 4. Để tính được vận tốc, đầu tiên chúng ta cần phải nhập độ cao h. H sẽ bằng h độ cao, do đó chúng ta sẽ sử dụng kiểu số thực input. Mời nhập độ cao. Sau khi chúng ta đã có độ cao,
chúng ta sẽ gán g bằng 9.8 và chúng ta sẽ thêm thư viện toán học. Khi đó V sẽ bằng met.sqrt của 2 sao với G sao với H. Bây giờ chúng ta sẽ xuất giá trị này. Quy vận tốc của vật ở độ cao, ví dụ như đây tôi sẽ sử dụng dạng xuất ra có định dạng, sử dụng dấu F là V, lấy hai chữ số thập phân chấm 2F. Chúng ta sẽ chạy chương trình này như sau. Mời nhập độ cao, độ cao bằng 5m chẳng hạn. Như vậy, vận tốc của vật rơi ở độ cao 5m là 9.9. Như vậy, chúng ta đã làm xong các bài tập liên quan đến nhập xuất cơ bản và biểu thức. Và trong quá trình học, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi được những video tiếp theo của khóa học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.